theo những lời sách xưa mà Đức Tôn Sư, Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông Ba Thớ, Sư Giải Bán Khoai và ông Bổn Sư Lê Lợi đã tiên tri nhiều năm nhiều tháng cho chúng ta biết những cuộc nguy nàn thảm khốc, những cuộc thiên tai hỏa hoạn, những cuộc sóng thần nay đã thành hiện thực. Kính thưa quý vị, để đi sâu hơn vào vấn đề sau này, trong quyển Hội Long Hoa, Đức Di Lạc trụ thế 60 tuổi thuyết pháp độ chúng sanh, khi Ngài trở lại cõi Niết Bàn rồi, chánh pháp trụ thế cũng như vậy, tượng pháp trụ thế cũng như vậy. Việc Long Hoa Tam Hội nói sơ như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến. Vừa qua, loài người phải hứng chịu biết bao nhiêu tai nạn do định lực gây nên, và sẽ có cuộc thay đổi địa lý. Hội Long Hoa sẽ lập đời Thượng Quân Thánh Đức do Đức Phật Di Lạc Bồ Tát đảm trách. Mời quý vị cùng nghe lời tiên tri của các vị thánh nhân trong quyển Long Hoa Hội do Đoàn Trung Còn phiên dịch. Nam Mô A Di Đà Phật. Đã biết rằng đời hạ nguyên sắp mãn, nhưng do đâu mà biết đời đã tới? Ông sư giải cho biết hai việc: một việc xảy ra ở cõi tục phàm, và một việc xảy ra ở cõi trời. Về cõi đời thì con người là một trở nên hung ác, tranh giành cướp giật, chém giết lẫn nhau, không còn thờ kính Phật trời, nể kiêng cha mẹ. Nói tóm lại là những điều gồm trong hai nhân tố: đời sống vật chất lẫy lừng và đời sống tâm linh, tinh thần, đạo đức suy đồi. Nhưng đã thấy trong 4 lý do cơ tận diệt mà các vị thiên liên cho biết, cơ tận diệt ấy còn biểu hiện những điềm trời. Cũng như trước kia Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông sư giải Bán Khoai cho biết rằng, mái chờ mở hội đăng khoa 13 tháng 9, trời gá một điềm, trời chiều mây lặng gió im, giờ thân trời mới nổi lên rõ ràng, điềm hiện ra 3 sắc tam quan, sắc đỏ, sắc vàng lại với sắc xanh. Rồi ông kết luận, nói cho già trẻ đặng tàn, việc đời gần chớ không xa mà chờ, Phật chờ chiếu rõ chi cơ, có nghe không ép, làm ngơ không nài. Về điểm này, theo lời của một ông lão kỳ kể lại, những người cùng thời với ông sư giải Bán Khoai đều mục kích rõ ràng, và nhờ đó họ tăng trưởng đức tin, một dạ tinh tấn tu hành. Nhưng muốn cho người đời nhận thức một cách thực tế hơn, ông sư giải Bán Khoai còn chỉ cho người đời để ý về thời tiết đã đổi say. Đời đà tận thế vậy mà, mùa nam gió bắc, đông thờ gió tây, mái chờ nay đã đổi xây, công danh có một hội này mà thôi. Đó là những điều xảy ra trong cõi tục phàm. Ngoài ra, cơ tận diệt theo ông sư giải Bán Khoai còn nằm trong quyền định đoạt của cõi trời, và chỉ có các đấng Phật tiên mới có được rõ được chuyện này. Điều này ngoại trừ người có tôn giáo không có thể hiểu nổi. Ông sư giải cho biết rằng,
cõi trần khí dễ Phật tiếng, cứ theo vụ việc kêu dèm liên miên. Du thần từng giảng chép biên, ghi tội ghi phước với miền trần gian. Mãn trân sở nạp một lần, chiến đình hội nghị phân tường hiền chúng. Sổ kia soạn trước dân chung, tội nhiều phước ít khó dung cho trần. Cứ theo các bộ kinh thì cõi trần tức là Nam Thiện Bội Châu, còn ba châu nữa tức là Đồng Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu và Bắc Cô Lô Châu, đều đặt dưới quyền trưởng quản của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chính ngài nắm lực, nhưng cái lực ấy sở dĩ có cũng do nơi người trần. Hễ con người tạo nhân nào thì chịu quả nấy. Ngài chỉ giữ địa vị như một vị thẩm phán mà thi hành luật, cứ theo bản thượng tấu của các du thần thì dương trần ít kẻ kinh thành, mãn lo làm giữ việc lành bỏ đi. Tội ác của người trần kể không xiết và không thể tha thứ được. Tội dữ thiệt đã vô ngần, xem trong kinh sổ khó phần thử tha. Chính vì đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế định tiêu diệt hạ quân gian ác rất nhiều, thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi. Hay là Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết, muốn tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết quá nhiều. Kính thưa quý vị, nhưng với lòng từ bi bác ái, Phật rất thương xót chúng sanh, không đành để cho người đời tiêu diệt, nên tâu qua Ngọc Đế một khi, thử dung trần thế nhân dân đặng nhờ, và Phật xin xá tội cho trần thế, để Phật giáo khuyên một lần chót. Ông siêu giải cho biết, năm nay đời đã tới rồi, Phật sai xá tội dạy thời cho dân. Hay là mai mà chờ Phật bố ăn, xá bớt tội nọ thanh nhàn tổng thanh. Về vấn đề xá tội thì các vị cao niên cao đồ cũng có cho biết, kỳ xá tội lần ba, chính với sứ mạng cứu vớt chúng sanh trong thời kỳ hạ nguyên này mà Phật tiên lâm phàm, hoặc bằng cơ bút như đã thấy Phật giáo hòa hảo là một chuyện. Ví dụ Phật giáng sanh gần gần, trong trường hợp ông sư giải bán khoai cũng cho biết thêm, hoặc là tối nay dương lĩnh Phật trời, gạo cho thiên hạ dưới đời đặng hay. Cuộc đời các việc tỏ bài, giữ lành đâu có, nào sai đâu là. Sứ mạng của ông rất lớn, ông quá hiện hay chuyển kiếp, chẳng biết bao nhiêu thân, đi giáo khuyến chúng sanh ở cõi trần. Phật chờ tiên thánh sầu bi, cậy ông sư giải mau đi giải trần. Sư giải vội vã ân cần, đi đến khắp bốn cõi trời giáng khuya. Thương ông sư giải nhọc nhằn, sao thân chẳng biết mấy thân dưới trần. Dạ, kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, quý bà con cô bác kính mến, sau cuộc tẩy trần lọc lừa, biết thao vàng để lừa lọc con tiên cháu Phật, gom nhành lá rụng dung trồng cội xưa, thì qua cuộc tẩy trần lọc lừa thay đổi đời hạ nguyên mặt pháp, thì lúc này giáo chủ của hội Long Hoa tức là ông Di Lạc mà trước đây đã cho biết, ông đem hết lời Phật dạy mà khuyên răn chúng sanh
ông cho biết những lời tiên tri ông nói ra không phải tự của ông mà lời của Phật. Giảng này của Phật Tây Phương cho khùng đặng giải cứu an dương trần. Hoặc giả, giảng này Phật biểu truyền gây, thấy trong cuộc thế đời này nghinh ngang, cho nên Phật biểu lưu truyền, nhưng trong bá tánh tinh thờ nghi coi. Về phương pháp phổ quá, ông sư giải bán khoai hay nói rõ, những ngày trong phái Phật thầy Tây An thường hay giả dạng khi kẻ ăn xin, khi là người buôn bán, nhất là xưng khùng xưng điên, đi từ xứ này qua xứ nọ, từ thành thị đến thôn quê, đem lời Phật mà khuyên răn đời. Ông sư giải bán khoai cho biết, Phật tiên thôi mới đổi phiên, xuống ngay trần thế giả người bằng nhớ, giả điên gọi lại giả khùng, cớ hàng gách rưới gấp nên thảm sầu. Riêng về phần ông thì ông giả người đi bán khoai hoặc bán gạo bán củi, thường lai giảng ở miệt sông Hậu, tức là Hậu Giang. Tôi là ông giải bán khoai bán gạo, ông trưởng ai ai cũng lành, nhưng sứ mạng của ông có thể coi là ở cao miên hơn. Chính ông cũng nhận là Phật sai ông đó để độ chúng sanh. Tôi đâu mà có an thân, bây giờ Phật biểu tôi sang nước Tần, mến là mến nghĩa hoàng lân, thương là thương lấy giảng dân mất nàng. Kính thưa chư quý vị khán giả, kính thưa chư quý vị đồng đạo, Đức Huỳnh giáo chủ sư giải bán khoai, ông Ba Thớ tức là Bủ Sơn Kỳ Hương, Đức Phật thầy Tây An, những người đã chuyển kiếp của Đức thầy, và Đức thầy đã quá hiện để cho chúng ta biết trước những thiên cơ thời cuộc, những triệt quả hoạn thiên tai mà do thế tạo đã gây ra, và ai là người lọc hội Long Qua. Cho nên ông sư giải bán khoai luôn hé lộ về hội Long Qua. Ông sư giải không ngần ngại mà cho chúng ta biết hội Long Qua sẽ được mở ra cho người hiền đức, vì đời thượng quân là đời vô cùng đẹp đẽ, một xã hội của người hiền, không còn kẻ ác. Sở dĩ hội Long Qua lập ra là để chọn người hiền đức. Bởi trần lỗi quá muôn phần, cho nên lập hội Long Qua chọn người hiền từ thờ đặng thảnh thơ, nghinh ngang khó chốn lưới chờ bớ dân. Lưới hồng bủa khắp cõi trần, chuyển lưng bát quái còn chống nổi gì, hạ quân sau chót xét suy, sự giống nào có khác chi sự tồn. Nhưng cho được đi đến hội Long Qua và được chọn chẳng phải là một việc dễ, vì là một trường thi để chọn người hiền. Cho nên trước khi đi đến hội Long Qua phải trải qua bao nhiêu giai đoạn thảm sầu ghê gớm. Đây là những lời tiên báo của thời Hạ Quân. Hạ Quân này thể như bèo, nay còn mái mắt hiểm nghèo thon giôn. Lớp thì bệnh tật gầy mòn, lớp thì bạo lục nhân dân khốn nàn, lớp thờ xu thế đa đoan, lớp kia lớp nọ khổ nàng biết bao, lớp thời là quỷ lao sao, xui mưu làm loạn hại dân muôn ngàn, lớp nào là giặc nổi lên đánh tứ tung, nhưng không còn biết bao là người nào tránh khỏi.
giặc thời tứ hướng vậy thì nhiều nước dị kỳ khác chẳng giống nhau. Vừa chạy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương. Nào là cha con chồng vợ lạc nhau, nhà tan cửa nát, làm cho nhiều việc tiêu điều, muôn ngành thiên hạ chính chiều thoáng giông. Kẻ thờ khóc mẹ kiếm con, ruộng châu đã hết chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sống dậy còn gì trời ơi. Thiên hạ chết như bèo trôi sông, thì ông sư giải cho biết thêm, ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Và phần nhiều những người xấu số ấy, theo ông bán khoai là những người hung ác, đứa dữ chết đuối chết đường, lớp đau lớp chết sớm làng tan quan, thay nằm như thể làng can, nhà giàu thì lại tan quan hơn nghèo. Nhưng ngoài cuộc tàn sát bằng chiến tranh do loài người gây ra, còn nhiều tai chờ ách nước nữa. Nhưng nạn nước lũ lửa cháy khắp nơi, chiền gao chẳng biết mấy lần, thương đời trần hạ muôn phần lao đao. Nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cảnh thương trần hạ lăng xăng, mắt trong nước lửa biết đường là đâu. Thứ lửa nó bay trên cao, đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu. Lại còn âm binh nhiễu hại, lại có một mối âm binh làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thờ nát ruột nát gan, người lại nát thịt tán xương chẳng còn. Lại còn ác thú giết người trong biết bao nhiêu, những kẻ hung ác chẳng bền, hổ lang ác thú bắt gầy chẳng tha. Thịt xương ăn bỏ dãy đầy, nói cho bá tánh đời này tu thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.